Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á mình lại tiếp tục đến với các bạn một cái video để mình giải đáp thắc mắc của những bạn mà mới sở hữu xe Winner cũng như là mới biết chạy xe Winner. Nói chung là chạy xe công tay đó các bạn. Thì bạn này thắc mắc cũng lâu rồi mà hôm nay mình mới trả lời. Thì bạn ấy nói thế này nè các bạn. Anh ơi, Winner X á thì xe có, xe không. Có gắn một miếng chì ở trong cái vành xe đó các bạn. Đây, mình sẽ lại gần xíu cho bạn xem. Thì bạn ấy nói là cái vành xe này. Ở cái vành xe này nè các bạn, sẽ có gắn một miếng chì. Thì vừa rồi mình có lên hét Honda, mình hỏi luôn một cái bạn kỹ thuật trưởng luôn đó các bạn về vấn đề này. Thì bạn ấy, bạn mà comment trong kênh mình á, có hỏi thêm thế này nữa nè. Thì xe có xe không? Và theo tìm hiểu á thì miếng chì đó để cân bằng cân bánh xe đó các bạn. Có người nói là cái đó là vành xe bị lệch nên Honda gắn vào, người nói là không sao. Như vậy thì nó là như thế nào thì bạn ấy mong mình giải đáp. Thì sau khi mình gặp bạn kỹ thuật trưởng đó các bạn, thì sự thật là có trường hợp là có những vành xe Honda Winner này sẽ gắn lên những miếng chì, mà đặc biệt là gắn ở đây nè các bạn. Các bạn thấy ở giữa nó sẽ có một cái lằn, cái vành sẽ có một cái G lên nè, đúng không? Chính giữa nè. Thì miếng chì đó sẽ được gắn ở đây. Thì bạn nhân viên này cũng nói với mình luôn là có, là do cái vành nó bị lệch cho nên Honda gắn vào thêm cho nó cân đối thôi. Thì các bạn biết á, mình hỏi sâu luôn về vấn đề này thì bạn nói như thế này nè. Khi mà các bạn mua xe, các bạn để ý luôn cho mình là lắp ráp một cái vỏ như thế này vào vành á, thì các bạn thường để ý là xe mới nó mới có một cái đốm màu vàng, một cái màu vàng ở bên hông xe thế này ha. Và cái đốm đó nó sẽ phải ngay cái chỗ bơm hơi này ha. Thì vì sao lại có cái đốm vàng đó là như vậy? Cái vỏ này nè thì nó sẽ có một điểm tiếp giáp, tức là chỗ nối đó các bạn, chỗ nối nó nằm ở phía trong á, ở ngoài mình nhìn không thấy đâu, nhưng mà khi sản xuất ra thì vỏ nó sẽ có một cái điểm nối. Thì ví dụ như người ta đo áp lực của cái vỏ, người ta đo hết xung quanh này là hết là 10, thì cái chỗ điểm nối đó đó nó sẽ là chính đó các bạn. Thì điểm nối đó người ta sẽ cố tình để cho nó ngay chỗ này để chi, để cho nó cân bằng đó các bạn. Ở đây một nó sẽ là 10. Thì bạn ấy nói với mình như vậy ha, bạn nhân viên mà kỹ thuật trưởng luôn á, kỹ thuật trưởng luôn nha các bạn. Xung quanh nó sẽ là 10 nhưng mà cái chỗ điểm nối nó sẽ là chính thôi, thì người ta sẽ cố tình để cái đây nè gần đây để chi cho nó cộng thêm này vô là 10 là vừa. Thì như vậy á, trong khi vận hành á, cái vỏ xe của chúng ta nó sẽ mòn đều ha. Còn nếu mà người ta để lệch á là đã gắn sai đó các bạn ha, gắn sai thì làm cho cái vỏ mình nó bị mòn không đều. Rồi bây giờ mình quay trở lại với cái vành này thì là có nha. Trước khi xuất xưởng á thì Honda sẽ kiểm tra từng cái vành một. Thì làm gì làm, sẽ có những cái vành nó không cân, tức là ví dụ như bây giờ cái vành nó có 5 chấu đi, nhưng mà chỉ cần có một cái chấu nó hơi bị trọng lượng, nó hơi bị thiếu xíu thôi là nó sẽ không cân đó các bạn. Giống như cái cánh cánh quạt gió của mình có 3 cánh, mà chỉ cần các bạn lấy một cái gì đó các bạn dán thêm vào cái cánh thôi là nó sẽ bị rung ngay trong lúc quay, các bạn nó sẽ rung. Thì cái vành này cũng vậy, nó sẽ không cân. Thì thành thành ra Honda sẽ gắn được một miếng chì nhỏ thôi ở đây để mà cân cái vành đó. Những bạn nào không biết về có thể sẽ gỡ cái miếng chì đó ra. Thì thực tế là lúc chạy á mình sẽ khó lòng mà nhận biết được, tại thực tế là nó bị lệch một chút xíu xíu thôi. Nhưng mà nếu mà về lâu về dài thì mình nghĩ cái vỏ xe nó sẽ bị ảnh hưởng, tức là nó mòn không đều đó. Đó cũng là lý do tại sao mà trước giờ mình thấy nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao Winner của em chạy không đầm, thắng bị quăng bánh hay gì đó. Thì mình đã liên tưởng đến vấn đề này đó các bạn, mình liên tưởng đến vấn đề này. Thì Honda có cách đo, ví dụ như các bạn, đương nhiên là không phải đo khi mà đã được gắn lên xe đâu nha các bạn, cái vạch này đo từ lúc mà nó xuất xưởng rồi. Thì người ta đo thế nào mình không biết, nhưng mà đại khái như thế này, tức là người ta gắn lên một cái trục rồi người ta quay, nó sẽ quay rất nhẹ nhàng nha, nó sẽ quay và nó sẽ từ từ nó chậm lại. Và nếu mà nó chậm lại mà nó dừng hẳn thì không có gì, nhưng nếu mà nó chậm lại mà nó trả lại chút xíu như thế này, tức là đã có, nó đã không cân đó các bạn. Tức là nó đang quay như thế này phải không, quay nhanh nè,
cái nó chậm dần, cái nó dừng luôn thì không có gì, nhưng mà chậm dần cái nó trả lại, thì tức là cái bánh đó, cái vành đó nó không cân, và Honda sẽ gắn vào một miếng chì để cho nó cân. Người ta có tích cái cách mà tính đo đếm thế nào đó mà người ta gắn vào chỗ nào mà cho nó cân. Thì cái miếng chì này á, theo mình nghĩ sẽ có rất nhiều bạn về là gỡ ra không biết đó các bạn. Và bạn kỹ thuật trưởng này cũng nói là thế hệ winner đời đầu á thì sẽ không có đâu, nhưng mà những đời sau này thì có chứ không, là do cái vành nó không đều. À bây giờ mình nói rồi, nói như rõ ràng rồi ha. À, bạn ơi có xem thì bạn cũng đã biết được thêm một cái điều, mà vấn đề này á mình cũng nhờ mình hỏi bạn kỹ thuật trưởng thôi. Mình thì có điều kiện lên xuống hết hoài cho nên mình thường xuyên tiếp xúc được với những bạn kỹ thuật ở đó hơn các bạn. Thì có gì các bạn cứ thắc mắc đi, lại mình lại có thời gian mình sẽ lại có video giải đáp như thế này nè các bạn. Rồi cũng bạn này luôn hỏi tiếp nữa, với khi mà sang số á, thì có nên là bóp hết côn hay không? Bạn ấy thường sang số là bóp chỉ nửa côn thôi, còn nếu mà bóp hết côn đó các bạn thì xe nó giật. Thì mình xin thông tin luôn, vấn đề này mình đã giải đáp rất nhiều lần rồi, là khi cắt côn vào số hay trả số của bạn tốt nhất là nên cắt hết. Vì thực tế khi mà các bạn cắt thế này nè là nó đã cắt gần hết rồi, gần hết luôn rồi đó, nhưng mà để an toàn thì chúng ta nên cắt hết. Còn vấn đề mà các bạn cắt côn mà cắt hết mà để nó giật á thì là do các bạn côn ga chưa đều thôi, côn ga và số chưa nhịp nhàng thôi, chứ mình chạy bình thường là mình cắt hết đó các bạn, rất là ngọt ngào, rất bình thường. Thì mình nhắc luôn là bạn không nên cắt phân nửa nha, lỡ như cắt phân nửa mà số côn á nó chưa cắt hoàn toàn mà bạn vào số thì không tốt, không tốt cho bộ nhông số đó các bạn. Rồi một vấn đề nữa, thì vấn đề này không phải là thắc mắc, nhưng mà có một bạn nói trong kênh mình thế này, giá mà Honda trang bị cho xe Winner động cơ 155cc và có van biến thiên, van biến thiên VVA đó các bạn, thì bạn không hiểu. Bản thân động cơ DOHC nó đã là một công nghệ nha, còn Exciter nó chỉ là SOHC và 5 số. Thì cái SOHC này á, ở dãy tua cao á, nước hậu á, thì nó sẽ không bằng cái DOHC. Chính vì lẽ đó Yamaha mới tích hợp cái van biến thiên này để giúp nước hậu của Exciter tốt hơn, nhằm cạnh tranh với Winner. Mình xin nhắc lại, DOHC bản thân nó đã là một công nghệ, một cái công nghệ mà nó tiên tiến hơn là SOHC rất là nhiều, để làm ra chi phí một cái cục máy mà nó thẳng ra là cái đầu bò đó, mà là công nghệ DOHC cái chi phí nó sẽ tốn kém hơn nữa các bạn. Cái đầu DOHC nó tốn kém hơn nha. Thì thử hỏi là có cần phải thay cái van biến thiên hay không. Mình để ý rất nhiều rồi, không biết là như thế nào, nhưng mà những dòng xe DOHC á thì ít có tích hợp cái van biến thiên lắm các bạn. Những dòng xe phân khối lớn thì mình không biết thế nào. Ví dụ như là vừa rồi mình có review chiếc R15, không phải R15 mà là chiếc R3, tức là 300 phân khối của Yamaha đó các bạn, R3 dòng Sport Bike á, nó là động cơ DOHC và nó không có van biến thiên. Trong khi R15 V3 thì lại là SOHC và có tích hợp van biến thiên. Nói tới đây chắc các bạn phần nào hiểu rõ rồi đúng không? Động cơ DOHC bản thân nó là một công nghệ rồi, mà SOHC nó phải theo đuổi bằng cách là phải tích hợp thêm cái van biến thiên đó các bạn. Thì cái van biến thiên này các bạn đừng thần thánh nó quá nha, nó cũng chỉ là một công nghệ cũng bình thường thôi, chứ nó không phải là nó quá gì gọi là siêu đẳng hay gì đó, nó không quá đâu các bạn. Và mình nói ra vấn đề này không phải là mình để dìm hàng Exciter nha các bạn, mình không phải dìm hàng chiếc xe nào hết ha, mình chỉ nhằm gửi đến các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề mà động cơ này thôi. Rồi một bạn nữa nói thế này, khi mà em dắt bộ xe, dắt bộ thôi và đột ngột phanh gấp, tức là bạn ấy bóp phanh mạnh đó các bạn, thì hành trình phuộc sẽ lún xuống và đồng thời sẽ nghe một tiếng cọc ở phần trước này. Thì bạn ấy cũng hơi lo sợ là không biết là có bị lỗi gì không. Xe mình á, thì mình thử mình không có thấy gì hết, nhưng mình nghĩ đó chuyện mình nó rất bình thường thôi. Khi mà các bạn thắng nhanh như vậy á, thì cái bố thắng nó sẽ
bị cái bê tông á, nó sẽ nhồi vào, nó đẩy cái bố thắng ép vào cái đĩa này để mà phanh xe đúng không? Và đồng thời lúc đó chiếc xe chúng ta dừng lại rồi cái phục này nó nhún xuống. Nó nhún xuống. Thì khi mà nhún xuống á thì mình nghĩ là cái bê tông á nó đẩy cái phanh mà cái bố thắng á áp sát vào đây, nhưng mà nó sẽ có một độ gơ. Nó sẽ có một độ gơ đó các bạn. Thì trong quá trình nó gơ rất là ít thôi. Tại vì mình làm chuyện nó quá nhanh đi thì nó gơ, nó làm cho nó giận, giống như là nó bị vặt, bị giật đó các bạn. Các bạn làm cho nó giật. Cái bố thắng nó giật thì các bạn sẽ nghe một cái cọc. Và tiếng cọc này nó không xuất phát từ cái phuộc mà nó xuất phát từ đây. Cũng giống như các bạn quay bánh sau nè, bữa nào các bạn thử đi. Bạn quay mạnh. Quay mạnh rồi các bạn đạp thắng. Các bạn quay mạnh rồi các bạn đạp thắng như thế này. Đó. Xe mình thì nó không kêu. Vấn đề này mình đã có tự nói trong một cái video mà mình hướng dẫn các bạn cách tăng sơn á. Khi mà các bạn siết hai ốc này nè không chặt thì nó sẽ xảy ra hiện tượng đó đó các bạn. Các bạn thắng là nghe cái cạch, thắng là nghe cái cạch ngay. Còn khi các bạn siết chặt á thì nó sẽ đỡ hơn, thậm chí là không có, giống như xe mình lúc nãy. Bạn thấy nè. Đó, vẫn nghe nhẹ đó các bạn thấy không? Đó. Nó sẽ tạo ra một tiếng động rất nhỏ, cọc nhẹ. Còn nếu mà chỗ này các bạn siết không chặt thì nó sẽ kêu lớn hơn. Thì quay trở lại với cái phần thắng trước cũng vậy. Mình nghĩ là không vấn đề nha các bạn. À, chỉ là do cái sự mà các bạn thắng gấp á thì cái bố thắng cái bê tông á và cái bố thắng á nó ép chặt vào. Thì trong thời gian các bạn thắng cạch cái vậy nè, nó gỉ xuống, nó nhịp xuống một cái thì trong lúc đó nó sẽ bị giật nhẹ nhẹ thôi. Và cái tiếng giật đó nó sẽ gây ra tiếng động nghe cái cạch cái cọc cái thì không vấn đề ha, cái đó không vấn đề. À, bạn không cần phải quan tâm ha. Mà mình không hiểu tại sao bạn cứ thử như vậy làm gì, dẫn bộ mà bạn cần gì phải thắng gấp như vậy. Mình chưa từng thử luôn, cho đến khi bạn nói thì mình mới thử đó các bạn. Nhưng mà xe mình thì nó không sao, nó không nghe. Các bạn hôm nào các bạn thử nè, cái này nè, bản thân cái này nó sẽ lắc nhẹ. Các bạn để ý đi, xe nào cũng vậy, cái bộ này nè nó lắc nhẹ đó các bạn, chứ nó không cứng ngắc 100% nha. Tức là nó phải có một cái gì đó, nó phải là độ độ sống đó các bạn, nó phải có độ gơ nhẹ chứ không thể nào mà cứng ngắc 100% được. Và chính vì cái độ gơ đó nó làm cho tiếng cọc khi các bạn thắng phanh gấp mà các bạn dẫn bộ á ha. Hôm gài á thì chai nhớt của mình thay vào vẫn chưa thay, chưa có thay ra. Mình cố gắng đi thêm tới khoảng 2.000 cây mới thay nhớt đó các bạn. Chai nhớt Liqui Moly ha. Thì mình cũng xin nói thêm chút xíu là hôm đó mình review á, chai nhớt nó đi rất ổn. Mà hôm dài thì mình đi nó hơi có vấn đề là nó hơi giống như là nó hơi lì chút xíu, nó hơi gà chút xíu. Nhưng mà các bạn biết không, hôm nay mình rửa xe sạch sẽ, mình rửa xe sạch sẽ nè thì mình chạy nó mượt mà lắm các bạn. Không biết tại sao mà các bạn thử để ý nha, khi mà các bạn rửa xe sạch sẽ ha, xin dòng dĩa sạch sẽ luôn. Các bạn nhìn nè, mình đã rửa sơn luôn. Sơn này sơn zin nha các bạn, mình chuẩn chưa thay nha. 17.000 cây rồi. Nó cũng trùng rồi nè các bạn. Nhưng mà mình rửa sạch sẽ. Đây. Xe chạy rất là mượt mà, rất là êm luôn các bạn. Rất êm luôn. Thì chứng tỏ là cái bộ sơn dòng dĩa này nó mà dơ á, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chiếc xe của mình. Bộ sơn dòng dĩa này. Các bạn thấy là ở đây nè, cần số nè. Ở trong này. Đây. Các bạn thường xuyên nên rửa sạch những chỗ này nha. Cần số nó vô số cứng hay là không cũng là một phần do cái này nè các bạn. Cái này mà nhẹ thì vô số nó nhẹ hơn nè. Ha. Hồi chiều á mình lấy dầu lửa, mình rửa sạch chỗ này luôn. Phía trong này nè các bạn, cái cốt nè. Mình chế vào rồi mình xịt nước cho sạch luôn các bạn. Ở đây nó có một cái miếng lông đờn nè. Xoay vòng vòng được luôn các bạn. Mình rửa sạch luôn. Thì rửa sạch rồi, xe chạy khác liền. Nó nhẹ hơn, nó mượt mà hơn rất là nhiều. Mình xin thông tin thêm như vậy ha. Rồi, video này mình
chỉ đến đây thôi. Có gì thắc mắc các bạn cứ tiếp tục comment cho mình ha. Mình sẽ lại ghi chú ra ngoài, rồi có thời gian mình lại làm video giải đáp cho các bạn. Xin chào các bạn luôn nha.